sĩ thế hả, quay phim thế hả? Xin chào mọi người nha. Hello cả nhà. Hôm nay thì đi với mấy đứa em vô đây mua cá của nhà vườn. Mình làm cái clip cho mọi người xem để bà con nuôi cá đạt như thế nào nha. Cá nó ụt cỡ này luôn. Nhiều anh em cũng thắc mắc là không biết nuôi cá nó có đạt hay không, và cái kết quả nó như thế nào. Hôm nay mình dịch bệnh á, không có bận công việc, cho nên là đi vô đây quay cho mọi người xem. Bên đây là cũng đang cân luôn nha mọi người, đang cân, này cân xong vô canh vậy đó mọi người. Đây là số này là cân rồi, số này là cân rồi. Nãy giờ mấy đứa nó đếm cả nhiều ký à? 500-600 chưa? Nãy giờ cả mấy trăm rồi? 300 mấy hả? Kéo mà kéo không nổi luôn hả? Quá vậy cả. Chào chú. Nay mùa này đạt ha, vụ này ngon lành này. Mọi người vào xem chia sẻ cho mình ha. Có khi nào nó giạt ra bê luôn không vậy chú? Nó vô tùng hết rồi. Vô tùng hết rồi hả? Vô tùng hết rồi. Quá trời luôn rồi. 35 hả? 35 hả? Nhiều khi mấy anh em đang băn khoăn thắc mắc không biết là mình nuôi cá có đạt hay không, rồi kết quả như thế nào, rồi đầu ra được hay không. Thì mình qua cái clip này mình chia sẻ cho mọi người nha, là thương lái luôn luôn thu lại của nhà vườn nuôi. Họ thả cá giống và họ sẽ thu lại để cho bà con có cái nguồn ra. Và đặc biệt là con cá nhím này á, con cá rô nhím này nó thịt nó ngon và cái mình cá nó đẹp, cho nên là dễ xuất bán lắm. Cho nên là bà con cứ yên tâm ha. Giá cá thì nhiều khi nó cũng dao động, chứ không phải là lúc nào cũng vậy hết. Có khi mình mua được là 30 mấy ngàn hoặc 40 ngàn, có khi nó xuống còn 32 ngàn, 35. Có khi thời điểm có giá thì là 40. Thương lái mà lấy giá đó thì các bạn biết bán ra thì giá cá này nó cũng tầm nào rồi. Mời bà con xem ha, mời cả nhà mình xem cái mẻ này. Cả nhà xem cái sai cá này nó nảy lọt vô hai ba con hết trơn ha, ba con bốn con. Xung quanh là ruộng nha các bạn, nước ngọt hết. Vô cho thấy cái mặt đẹp trai cái. Dạ. Vô cho thấy cái clip đẹp trai cái. Cái này size 3 4 con, 4 con ký không? Vô đó. 5 con ha. Cá đẹp hết hồn ha. Cá đẹp chứ. Ông ở đây mời dẫn ông xuống làm kia cho ông quay một cái là về ông bán cá giống thể tay luôn. Có 2 con ký à. Chia sẻ cho bà con người ta thấy để gần 20 tấn á. Cái kết quả của mình sao để cho người ta có cái động lực để người ta nuôi á. Hiện tại là chúng em đang có mặt ở đường về Trần Văn Thời nha mọi người. Được mùa mà trúng giá nó thì là lên luôn nha chú Tư. Cá này mua cá giống à, ở chỗ Vinh á, giữa cá Vinh á.
Lúc nào cũng là chất lượng là trên hết mà. Trời ơi, kiếm cái cây mà kiếm cái cây nó rồi. Đây là bà chủ nè, bà chủ để mình phỏng vấn mà chút xíu. Khi bà nghe chị ha. Chị ha. Thả lúc đầu là thả bao nhiêu ký chị? 130 ký hả? 130 ký thì mình cho ăn cho tới giờ này luôn là bao nhiêu thức ăn? Bao nhiêu thức ăn rồi? 140 bao mà loại 25 ký đó ha. 25 ký. Mà còn dư phải không? 160 bao mà dư lại 20 bao. Thì có như 140 đi. 140. Thì nó cái lô này nó mấy tháng rồi chị? Chưa được 2 tháng rưỡi. 2 tháng 10 bữa hả? Vô xay 5 6 con hết rồi, 4 con hết rồi. 3 con, 4 con. Nó có 2 tháng rưỡi. Chưa. Nó đổ lên quá. Vậy hả? Ồ cá đẹp mà. Vậy là được rồi. Thì bán ngon hơn. Bự quá vậy thì bà. Gì đó là hay lắm, chút lên vô ca bà nha. Dạ. Có thùng kìa. Bữa nay còn dịch bệnh nó chưa cho tập trung. Mình ca thì ca được. Nó sợ đông người lắm. Cứ ca 15 triệu, 15 triệu. Bày cá cho bà con xem ha. Thêm năm á gỗ hồi vô ca bà em nói xả này dễ lắm, cứ 15 triệu đó ca đại đi. Sao mình có người ca không sao. Mấy lựa sai ra. Xếp hàng đi. Thôi đi để tôi bắt gọi anh để mà tôi bắt luôn đi. Không dai chinh à. Neo tùm lum hết trơn cả tôi sần tôi chịu à. Cái người sĩ chúng ta với chinh à. Chứ không để chứ không bắt đi. Xong đây ông người ta đâu, xong mày nữa người ta còn gì nữa. Nay chúng rồi, chúng mà chút xíu ăn mừng nhậu được rồi. Thì ai vô bắt bắt đi. Ông lấy cá bự không mà, lo gì. Ủa, lớn không đó rồi. Dạ, bắt đi, bắt rồi, bắt rồi. Mày lỗi thì lỗi chứ sao vậy? Không bắt cá nữa. Cá đi coi nha bà con. Coi để mình chia sẻ nha. Lỗi cái con bự bắt luôn cái cho bà con cho coi con cá kinh khủng khiếp à. Dạ anh múc lên đây anh gửi vô chổng coi là được rồi. Ở vô chổng. Ôi đất ơi coi kìa. Đặt cá gần các bạn xem kinh khủng. Nãy giờ mình xúc mấy lưới rồi? Lưới này lưới thứ hai. Lưới thứ hai hả? Nó còn quá trời này chứ có mấy tấn mà. Mà mình thả có 100 ngoài ký nữa. 100 mấy nãy chị nói qua này. 130 ký giống. 130 ký giống thì cho ăn tương đương với 140 bao. Bên kia là cánh đồng nha mọi người, bên kia đang cấy lúa cái thứ vô mùa mưa rồi. Đó cho em quay cái ôi là trời cá nó bự quá kìa. Bự bằng cái bàn tay luôn rồi nè. Kinh khủng quá mọi người ơi. Đó. Em sẽ bấm dừng cái clip này lại để lâu thời gian nó dài quá bà con xem không sẽ đợi lâu. Mình xúc hết cái này là cũng lâu à, 2-3 tiếng đồng hồ à, 3-4 tấn cá mà xúc một lần có 200 ký mình. Thấy hàm nói hai bà con ha, gia đình thấy không? Vì cái giá nó cũng dao động chứ không phải lúc nào cũng vậy nghe mọi người. Có khi nó lên, có khi nó cũng xuống, nhưng mà nhà vườn lúc nào họ cũng mong là cá nó có giá để người ta trúng mùa. Bữa nay thì giá nó cũng tương đối thôi, dao động 30-40 trở lại. Bà con vì bí quyết của nhà vườn ta không có nói ở trên đây hả chú ơi,
mà anh em mà quen với lái thì người ta sẽ làm ăn với nhau thì giá cả người ta sẽ biết. Thì bà con yên tâm, mình có quyết tâm mà có đam mê là thành công. Lời nhiều hay là ít thôi chứ không có nào mà ấy đâu hả chú? Cái lỗ thì nó không có đâu. Mình nuôi đợt này nó là mấy vụ rồi chú? Chú thứ mấy? Như là thường thì mình nuôi 3 tháng thì kịch kèm 3 tháng rồi thả lại buồn sao được. Thì 2 tháng mấy mình lên. 2 tháng mấy lên lắp vụ? Lên lắp là mình cho nó cao. Xin xịn nó rồi là tiếp tục 5-7 ngày sau xử lý nước cho xuống nữa. Dạ. Mình xử lý nước thì cũng bình thường thôi, lấy nước vô tại vì nước ngọt mà. Đặt vôi gieo nó cho nó xử lý vi sinh với lại phèn tí xíu thôi là được. Mặc dù nước ngọt nhưng mình vẫn tạt vô ha. Cũng phải tạt. Dạ, đúng rồi. Nói chung mình 2 tháng mấy á mọi người, 2 tháng 20 ngày là dứt hầm, dứt một tốp. Sau đó mấy ngày lại lắp vụ vô. Nói chung mình hồi vụ trước chú lên là được tổng cộng thu nhập là bao nhiêu? Nó cũng tùy theo cái thời điểm con cá mình thả. Dạ. Nếu con cá bự thì mình thả đi. Như đợt rồi đó, như đợt rồi đó. 100 kg hoặc ví dụ như nó 100 con 1 kg. Dạ. Thì cái ao mình dự định thả là 20.000 thì mình thả nó 20 kg giống. Dạ. Còn cá nhỏ thì mình thả nó hơi tăng, giảm cái số ký giống lại chút. Dạ. Tầm cái lượng nó được 19-20 ngàn một gì thôi. Dạ. 500 mét vuông gì đó. 19-20 ngàn con. Ờ. Nhưng mà đặt rồi là mình cái vụ rồi mình lên hầm là được bao nhiêu tiền? Nó cũng có lời đó. Dạ. Nhưng tổng cộng á, thấy cho khán giả biết không? Cái đợt trước á thì tính giá thời điểm đó luôn á. Ừ. Cái cám nó tương đối nó cao phải không? Rẻ hả? Cái đợt này, đợt này cám lên. Thì nó cũng lời một ao gì cũng lời cũng được mình lấy 20 triệu trong vòng 2 tháng mấy luôn. Dạ. Nuôi là cho nó vui thôi đó. Nhưng mà cho ăn nó cũng nhàn. Có gì khỏe lắm. Khi là 40-50 cũng có. 40-50 tùy theo cá mình nó ít bệnh hoạn này đó thì chăm sóc thì cũng là vài chục triệu. Dạ. Có một hai ao gì đây là cũng ngon nha mọi người. Làm một hai tháng là mình có thu nhập rồi. 10-20 kg giống là mình lợi là cũng một số đó là cũng im rồi. Thôi thì bây giờ cái clip này mình tới đây là mình ngưng nha các bạn. Bà con không theo dõi thì chia sẻ cho mình ha. Vì cá nó còn nhiều quá, mình ngồi ở đây mình quay nắng quá. Rồi các bạn xem nè, nó còn ở dưới đây. Quá trời nó ụt luôn. Thì là thả cái chừng có khoảng 20 kg giống, 30 kg giống thì cũng có lời chục ngoài triệu nha các bạn. Thả cả 100 kg thì 200 kg thì lời cũng 50-60 triệu không chừng, tùy theo cái thời điểm. Tại vì giá cám nó bây giờ nó lên cho nên là người dân lời hay meo tí xíu. Nhưng mà cá ở đây là nuôi ao đất là có 2 tháng 10 ngày là lên hầm nha các bạn. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ha. Thì bà con ở xa ai có muốn trải nghiệm cái mô hình nuôi con cá rô nhím này thì comment phía dưới, mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó. Mỗi lần mình vô nhà vườn mình sẽ học hỏi được một chút kinh nghiệm rồi mình chia sẻ lại cho bà con xem. Dinh bắt cái con bự nhất cho anh quay cái Dinh. Quá trời con bự, quá trời cá luôn. Có dân phan đội để bớt, bớt đi. Là cá này là ôi là trời. Cá đẹp không? Đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Ừ. Dạ. Coi cầm tay nó bự. Trời ơi là trời, lấy ngàn cá công không ngồi này không rảnh thiệt. Cá bự mắt. Này nhớt nhớt. Đó, đưa cá làm mẫu được cá công. Đưa cá không? Cá đại số đều đẹp nha mọi người. Bự lắm. Con trung bình chắc có khoảng 300 g. 200 con nha con. Rồi xin kết thúc clip ở đây nha. Rồi, chúc bà con cô bác mình một vụ mùa thành công và thắng lợi nha.